Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng chớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ đi theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Ông nhận được sự khôn ngoan nào vậy? Và những phép lạ do tay ông thực hiện là gì vậy? Ông này không phải là bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp ngã vì Người. Chúa Giêsu nói với họ: tiên tri có bị khinh bỉ thì chỉ ở quê hương, nơi họ hàng và nhà mình. Ở đó Người không thể làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa lành vài bệnh nhân. Và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong lời tổng nguyện mà chúng ta cùng với giáo hội dâng lên Chúa vừa rồi, chúng ta chia sẻ cái niềm tin của giáo hội về tình thương và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện rằng: lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cho họ được hưởng phúc trường sinh. Quả thực đó là một kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa, một kế hoạch không phải vinh vang của một Thiên Chúa ở trên trời cao, một Thiên Chúa luôn luôn thi thố quyền năng hiển hách làm cho mọi người phải kinh sợ và phải tuân phục. Nhưng đó là một Thiên Chúa hạ mình xuống, bởi vì Ngài chọn lựa một cách thế rằng hạ mình xuống để mới nâng loài người sa ngã, loài người đã rớt từ trời cao, rớt xuống đất, rớt từ trong cái vinh quang của người con cái của Thiên Chúa xuống có khi làm nô lệ cho ma quỷ. Cho nên Chúa phải hạ mình xuống để mới nâng loài người sa ngã lên. Chứ không, Thiên Chúa không ở trên thả dây xuống để kéo con người lên đâu. Nhưng mà Thiên Chúa hạ mình xuống, để chúng ta thấy những bài kinh thánh được chọn đọc cho thánh lễ hôm nay, thấy rõ cái sự hạ mình xuống của Thiên Chúa. Hạ mình xuống như trong sách ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe, Thiên Chúa phải đối diện với một cái dân mà Ngài yêu thương, Ngài tuyển chọn, Ngài ưu ái, mà đó là một cái dân tộc cứng đầu cứng cổ, mặt dày mày vàng, luôn luôn chối từ, luôn luôn chống lại cái kế hoạch yêu thương của Chúa. Cho nên cũng chính trong cái tình thế đó, Chúa không có ngã lòng, Chúa sẵn sàng còn hạ mình xuống nữa. Hạ mình xuống để sai ngôn sứ Ezekiel đi rao giảng, dẫu biết rằng dân chúng không dễ nghe đâu, nhưng mà Ngài vẫn được thuyết phục để hiểu rằng dù gì đi chăng nữa, dù nó chưa nghe nhưng mà nó phải biết, phải xác định rằng có một thiên tri ở giữa ngươi, đã có một Thiên Chúa đã hạ mình xuống để nói với họ, dù rằng họ bịt tai nhắm mắt lại không chấp nhận, Thiên Chúa vẫn luôn luôn kiên trì nhẫn nại như thế.
Và không chỉ có những ngôn sứ để Chúa sai đến cảnh tỉnh mời gọi dân chúng đâu, mà còn cả con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong bài tin mừng theo Thánh Marco chúng ta vừa nghe đó, chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa làm người đến để cứu độ trần gian, để làm một hành vi quyết liệt cao độ của Ngài, để nói với dân Ngài. Ngài không phải chỉ nói bằng lời, bằng những lời rao giảng, dù là lời rao giảng ấy như lời của đấng có uy quyền. Ngài đến để nói với họ bằng những hành vi yêu thương, bằng những sự khôn ngoan, bằng cái tấm lòng xót thương cao cả, rất bao la của Thiên Chúa. Thế nhưng mà người ta vẫn phủ nhận. Thiên Chúa không muốn ở trên trời cao, không muốn ngồi trên những ngai tòa, Ngài ở trong vị thế quyền bính, nhưng mà Ngài đã hạ mình xuống để làm người ở giữa chúng ta. Ngài đã trở nên thân phận con người giống chúng ta, mà giống những con người thấp nhất, những con người nghèo như vậy. Nhưng rồi cũng chính vì cái sự mạo hiểm và lòng quảng đại đó, Chúa đã bị coi thường. Bởi vì người ta đã được Chúa cho ở gần Ngài, cho nên gần chùa thì người ta gọi Bụt bằng anh. Và những người gần gũi Chúa dễ coi thường Chúa lắm, nhất là trong thân phận mà Chúa đã hạ mình xuống để nâng loài người sa ngã lên. Cho nên về quê hương của Ngài, bài tin mừng đã nói đó, Chúa Giêsu bị người ta nghi ngờ, người ta coi thường, người ta nói rằng người ta biết lý lịch của Chúa rõ lắm, đâu có gì lạ đâu, cái anh thợ mộc, con của bà con với những người xung quanh mình đấy, mình biết cả mà, làm sao nó được như vậy, làm gì mà nó làm như thế. Đấy là thực tế mà do cái sự hạ mình xuống của Thiên Chúa đã xảy ra như vậy. Thưa anh chị em, có lẽ hôm nay trong cuộc sống này, trong những cái gian khó đau khổ cuộc đời này, nhất là trong cơn dịch bệnh này, là người ta không thấy được Thiên Chúa ở đâu cả. Thiên Chúa dường như Ngài ẩn khuất, Ngài bị che lấp ở trong những cái đau khổ tối tăm mặt mũi của cuộc đời này, ta không thấy Thiên Chúa ở đâu hết. Cho nên cần lắm một niềm tin để thấy rằng Thiên Chúa vẫn có đó, Thiên Chúa vẫn hoạt động để yêu thương con người chúng ta. Và ngay cả những cái thừa tác viên của Chúa, ngay cả những ngôn sứ của Chúa, ngay cả những người mà là hiện thân của Đức Kitô, tiếp tục sứ mạng cứu độ của Ngài, thì cũng là những con người phải hạ mình xuống. Và có khi không chịu hạ thì Chúa cũng bắt hạ xuống để cho những con người đó hôm nay phải gặp những đau khổ, những khó khăn, những thử thách, những yếu đuối bất toàn, để người ta dễ coi thường, người ta dễ nhục mạ và người ta dễ loại trừ lắm. Nhưng mà cũng chính trong cái hoàn cảnh khó khăn này thì tình thương của Thiên Chúa vẫn được tỏ lộ. Trong tuần vừa qua tôi đọc mấy bài chia sẻ của cha Minh Anh ở Tổng giáo phận Huế. Ngài cũng đã chia sẻ những cái tâm tình đầy niềm tin của mình, nói đến một Abraham, một người đã luôn luôn tin tưởng vào Chúa, một đấng được coi là tổ phụ của những kẻ tin, với cái tựa đề mà nó hàm ẩn một cái lời mời gọi đầy lòng tin tưởng, nghĩa là ôm lấy lòng thương xót. Ngài muốn nói rằng như Abraham đã đưa con của mình là Isaac, đứa con một mà Thiên Chúa ban cho ông trong lúc tuổi già, để ông có thể trở thành tổ phụ của một dân tộc đông đảo như sao trời, như cát biển. Rồi Chúa bảo hãy đưa đứa con đó mới 12 tuổi đưa lên núi để sát tế mà dâng cho Thiên Chúa. Ông cũng sẵn sàng làm theo. Còn ông nó hỏi, củi lửa đây, còn tế vật thì ở đâu hả cha? Ông xót xa để nói rằng, đó để Chúa liệu con ạ. Để Chúa liệu. Cái điều đó muốn nói rằng, lòng thương xót của Chúa lớn lắm, Chúa sẽ liệu mọi điều. Và quả thực Chúa đã liệu để rồi với cái niềm tin đó,
Ông không phải giết con mình, nhưng chỉ có một cái con cừu đang mắc sừng trong bụi gai kế đó mà Chúa đã liều để ông có thể dâng lên cho Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta được mời gọi rằng trong cuộc đời của mình, dù nó thế nào đi chăng nữa, dù nó quá tối tăm như bế tắc, thì Chúa vẫn liệu. Chúng ta hãy biết ôm lấy lòng thương xót đó của Thiên Chúa để mà sống trong cuộc đời này. Đừng quá nản lòng, đừng vội thất vọng để chúng ta chạy đó chạy đây, chạy theo những tà thần, chạy theo những cái thứ mà nó không phải là có giá trị đích thực. Cần biết ôm lấy lòng thương xót của Chúa, và cũng cần hiểu rằng trong cuộc đời này, cũng chính cha Minh Anh cũng đã cho chúng ta một cái bài học khác, là cần phải nhìn ra trong cuộc đời đầy những gian khó này có những cái bão tố, có những cơn sóng thần, có những cái khó khăn có thể làm cho chúng ta điên đảo trong tâm hồn của mình. Nhưng hãy biết rằng tình thương, sự lo liệu của Thiên Chúa là mời gọi chúng ta hãy trải nghiệm những cái bão tố đó, trải nghiệm để cho chúng ta nhìn và tin tưởng vào tình thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Ngài trích một tác giả 75 tuổi mà đã kinh qua biết bao nhiêu những gian khó trong cuộc đời. Tác giả này đó là Malcolm Muggeridge đã phát biểu rằng trong cuộc đời 70 năm qua, tôi thấy những thành công, những cái đạt được của tôi đều là những cái trải nghiệm từ những đau khổ, những khó khăn, những thử thách, những điều bất ý, nghịch lòng ở trong cuộc sống này. Tất cả những điều đó là những trải nghiệm tốt để cho chúng ta có thể sống một cách tốt đẹp. Và Ngài cũng đã dẫn chứng bao nhiêu những vị thánh, bao nhiêu những vị tông đồ của Chúa đều, và kể cả chính Chúa Giê-xu đều là đã trải qua, đã trải nghiệm những cái bão tố, những khó khăn, gian truân trong cuộc đời của mình. Vậy thưa anh chị em, tất cả những điều đó có lẽ mời gọi và phấn khích chúng ta hôm nay hãy đối diện với những gian truân thử thách, hãy đối diện với những bão tố cuộc đời này như một ý thức mình cần phải trải nghiệm, còn phải để cho những điều đó rèn luyện và nâng đỡ chúng ta chứ không vùi dập. Bởi vì chính Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay qua thư Ngài gửi cho tín hữu Corinto, Ngài cũng đã nói rằng có những điều đau khổ mà Ngài đã phải cam chịu, có những cái cuộc xuất thần để Ngài được đưa lên tầng trời thứ ba, thấy vinh quang rạng rỡ lắm, những hiểu biết mà Ngài đã được Chúa soi sáng cho. Nhưng mà những điều đó để Ngài không có phải kiêu căng tự mãn, thì Chúa đã cho một cái dầm nó đâm vào thân xác Ngài, cái dầm nó gây đau đớn. Nhưng mà ta có lẽ cũng không hiểu rõ lắm cái dầm đó là cái gì, nhưng mà chắc chắn là một cái đau khổ, những đau khổ không nhỏ trong cuộc đời của Ngài. Rồi Ngài cũng bị nhục nhã, bị một cái quỷ, một tên quỷ nó vả mặt Ngài, làm cho Ngài nhục nhã. Nhưng mà chính những lúc đó Ngài chán nản, muốn thối vé, muốn rút lui, không có đi theo Chúa, không phụng sự Ngài nữa, thì Chúa đã nói với Ngài rằng ơn ta đủ cho con. Ơn ta đủ cho con để hiểu rằng lòng thương xót của Chúa luôn luôn lớn hơn sự yếu hèn của con người chúng ta, luôn luôn có thể thắng vượt và bảo vệ chúng ta khỏi những khó khăn thử thách trong cuộc đời này, khỏi những bão tố, những dịch bệnh, những khó khăn mà chúng ta phải đối diện. Cho nên cần lắm lòng thương xót của Chúa, cần lắm một niềm tin vào tình thương của Chúa đã hạ mình xuống để nâng chúng ta lên và đồng hành dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn hiểu rằng ơn Chúa vẫn có đó, tình thương của Chúa vẫn thực hiện. Nhưng mà Ngài không thực hiện một mình đâu, Ngài vẫn muốn sử dụng tất cả những yếu hèn, những cái bất toàn, những giới hạn, những cái rất là bình thường của cuộc sống chúng ta hôm nay. Và thực sẽ rất đẹp khi trong cơn dịch bệnh khó khăn này, nhiều người cũng đã lo trốn lánh, lo giữ gìn, giữ thân của mình. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có rất nhiều những tâm hồn nó nổi lên. Sáng nay khi mở điện thoại ra, tôi thấy một cái
trong cái hình ảnh rất đẹp, một chiếc xe cải tiến để nhiều những cái đồ ăn thức uống ở trên xe đó, và lời phát loa là đây là một cái siêu thị không đồng của giáo xứ Đức Long đây, siêu thị không đồng của giáo xứ Đức Long đây. Và ta xe đó chạy dọc đường, những người ở trong nhà có thể ra để nhận lấy những cái phần quà, những cái nhu cầu mà được chia sẻ cho. Hoặc là có những cái hạt lúa mì COVID-19 của những bạn trẻ, một giáo xứ thành phố Hồ Chí Minh vẫn chạy đôn chạy đáo để chia sẻ cho người khác những cái món quà trong cái mùa dịch đầy khó khăn này. Có những cái ống thổi của những quỹ giáo xứ Tân Sa Châu thành phố chẳng hạn, và có rất nhiều những cái sáng kiến khác có khi âm thầm nhưng mà không kém phần hiệu lực. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta hôm nay trong cố gắng trải nghiệm những bão tố cuộc đời, trong khi chúng ta cùng với Chúa hạ mình để sống trong cái sự đau khổ của trần thế này, thì chúng ta vẫn biết rằng tình thương của Chúa đó, chúng ta vẫn được mời gọi tin tưởng, nhưng cũng được mời gọi để góp phần cộng tác với Chúa. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin của mỗi người chúng ta, và xin Chúa khơi dậy lòng yêu mến trong lòng tin ấy, để cho chúng ta có thể luôn vững vàng sống giữa những thử thách hôm nay, và cũng biết sống một cách xứng đáng với niềm kỳ vọng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta cộng tác để chúng ta góp phần được hưởng hạnh phúc trường sinh mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Amen.